Thưa quý vị, hiện nay khí hậu cả nước đang bước vào mùa nắng nóng, tình hình cháy nổ diễn biến phức tạp, vì vậy công tác phòng cháy chữa cháy luôn là công tác được quan tâm hàng đầu của lực lượng chuyên ngành nhằm hạn chế tối đa việc cháy nổ xảy ra. Và tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phản ánh công tác phòng chống cháy nổ mùa khô trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Năm 2021, tình hình cháy nổ trong cả nước nói chung và tỉnh Sóc Trăng nói riêng diễn biến hết sức phức tạp. Gần đây đã xảy ra nhiều vụ cháy làm chết nhiều người, thiệt hại tài sản lớn. Vì vậy, ngay từ đầu năm 2022, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn Công an tỉnh Sóc Trăng đã triển khai kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng cháy tại các cơ quan đơn vị, cũng như mở các lớp tập huấn về phòng cháy cho các tổ chức cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh. Thì trong mùa hanh khô nó nóng kéo dài này thì trên cái địa bàn của chúng ta trong 3 tháng qua đó, cũng đã xảy ra là liên tục các cái vụ cháy đồng, cháy cỏ, cháy đất. Nên tổng số là khoảng 8 vụ. Thì để đảm bảo cho công tác phòng cháy cháy trong mùa khô thì đơn vị chúng tôi cũng triển khai một số vấn đề. Thứ nhất, tổ chức thường xuyên tập huấn cho các cái cơ sở đội dân phòng để làm sao mà đội viên cũng như là bà con nắm bắt kịp thời những cái thao tác, những cái kỹ năng trong cái vấn đề xử lý các tình huống cháy nổ xảy ra. Cái thứ hai nữa là tổ chức thực tập phương án, diễn tập phương án đó, để làm sao các cơ sở, đội viên của các dân phòng cũng như là các cơ sở linh hoạt, nhạy bén trong xử lý các tình huống để khi có vấn đề xảy ra nó không bị động bất ngờ. Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn Công an tỉnh Sóc Trăng, thì nguyên nhân cháy do chập điện chiếm trên 60% các vụ cháy. Vì vậy, trong thời gian qua, lực lượng chức năng đã phối hợp với các ngành chuyên môn, thường xuyên kiểm tra việc câu móc điện tại các hộ dân, các kiosk trong khu vực chợ và các cửa hàng kinh doanh, tổ chức diễn tập các tình huống cháy nổ, qua đó hướng dẫn việc phòng cháy ứng cứu kịp thời các tình huống có thể xảy ra. Thì cũng nhờ bên phòng cháy chữa cháy của tỉnh đó, cũng hướng dẫn rồi mỗi năm đều có kiểm định kỳ 2 lần, thì nên mỗi lần mà mấy anh xuống thì mấy anh cũng hướng dẫn hồ sơ đồ này kia, rồi hướng dẫn mấy cái sử dụng mấy cái bình chữa cháy đồ đàng hoàng. Cái mặt hàng mình bán là xăng dầu rồi nó rất là có nguy cơ, thì mình phải chuẩn bị đồ bảo hộ đồ này kia rồi xong rồi bình chữa cháy phải có đầy đủ, thì nó nói chung là phải nó an toàn cho mình, thứ nhất là an toàn cho mình, cho gia đình mình, thì với mọi người xung quanh luôn. Các điểm trường học cũng được lực lượng chuyên ngành quan tâm hướng dẫn kiểm tra công tác phòng cháy. Qua công tác kiểm tra tại các điểm trường trên địa bàn toàn tỉnh, ngành chuyên môn đã hướng dẫn cụ thể cho các trường các thao tác sử dụng thiết bị chữa cháy, nhắc nhở việc câu móc sao cho an toàn, hạn chế thấp nhất những sự cố đáng tiếc xảy ra do chập điện vì bất cẩn. Qua đó, đa số hộ kinh doanh, nhà trường đều ý thức được tác hại của việc cháy nổ và tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng cháy. Thì ý thức được cái tác hại của việc về phòng cháy chữa cháy á, thì đầu năm là trường đã lập kế hoạch và xây dựng cái kế hoạch về phòng cháy chữa cháy của trường và có thành lập một cái đội về phòng cháy chữa cháy của trường. Rồi khi có tình huống xảy ra thì người phụ trách về cái đội trưởng đó thì sẽ ở trường có cái chuông thì sẽ bấm chuông trước báo hiệu, rồi các cô sẽ sơ tán trong lớp, sẽ sơ tán cháu ra ngoài. Những cái vô phụ trách trong cái đội phòng cháy chữa cháy nó sẽ sử dụng những cái vòi bình xịt đó thì sẽ sử để dập tắt đám cháy. Để đảm bảo cho việc cháy nổ không xảy ra, nhất là thời điểm nắng nóng hiện nay, lực lượng chuyên ngành cũng có một số khuyến cáo đối với người dân về công tác này. Nhất là sử dụng nguồn điện, nguồn nhiệt trong cơ quan đơn vị. Còn đối với chợ, thì trung tâm thương mại cũng như các cơ sở kinh doanh ấy, thì gọi chung là cơ sở đó. Thì cái này cũng yêu cầu là các cái chủ cơ sở là phải tăng cường cái trách nhiệm của mình lên đối với công tác phòng cháy chữa cháy. Phải thường xuyên kiểm tra dụng cụ phương tiện và điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy. Cái thứ ba nữa đó là hiện nay là mùa hanh khô nó nóng kéo dài sắp đang diễn ra rất phức tạp. Thì yêu cầu quý bà con cũng nên chúng ta hạn chế đốt đồng, đốt rác, đốt cỏ. Mà nhất là trong cái tiết Thanh Minh sắp tới này thì đốt vàng mã rất là nhiều. Nên với bà con hết sức là hạn chế. Còn nếu mà vì lý do cần thiết phải đốt thì phải cho người trông coi nè, rồi canh giữ đó, khi nó tàn lửa thì chúng ta mới đi, để tránh những cái trường hợp là cháy lan, cháy lớn các cái vùng lân cận khác, nhất là những cái vùng mà khu dân cư cũng như là khu rừng đó, để tránh trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.
Trong công tác phòng cháy nổ thì ý thức của mỗi cá nhân, gia đình và tổ chức là điều kiện tiên quyết, góp phần vào công tác phòng cháy chữa cháy đạt hiệu quả. Vì thế, mỗi cá nhân và tổ chức cần phải nắm rõ những nguyên tắc an toàn phòng cháy để bảo vệ mình và những người xung quanh.